Thiền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, nhắc đến phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, người ta không chỉ nhớ đến phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư độc đáo bằng cháo nano, thảo dược nano, mà còn ấn tượng bởi sự tận tâm, hết lòng của đội ngũ y sĩ và nhân viên nơi đây. Họ như những thiên sứ mang đến niềm tin và hy vọng cho những bệnh nhân ung thư trong hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác, bệnh hiểm nghèo này. Sự tận tâm trong từng lời nói cử chỉ. Đến với phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, các bệnh nhân không chỉ được hỗ trợ điều trị y khoa mà còn được sự quan tâm chăm sóc về mặt tinh thần. Các thầy và nhân viên luôn dành thời gian lắng nghe, chia sẻ, động viên, giúp bệnh nhân vơi đi nỗi buồn, lo âu và lấy đi lại tinh thần lạc quan, nụ cười hiền lành, ánh mắt trìu mến cùng những lời động viên chân thành chính là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp bệnh nhân thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật. Tinh thần thái độ phục vụ tận tâm. Sự tận tâm của các thầy và nhân viên của phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí thể hiện qua từng hành động nhỏ. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân mọi lúc, mọi nơi, từ việc giải thích kỹ càng về phương pháp hỗ trợ điều trị, hướng dẫn cách sử dụng thuốc, chăm sóc bản thân tại nhà, đến việc giúp đỡ những sinh hoạt cá nhân. Nhờ vậy mà các bệnh nhân luôn cảm thấy được quan tâm, yêu thương và có thêm niềm tin vào hiệu quả điều trị, tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân ung thư. Với sự tận tâm và tinh thần phục vụ hết mình, các thầy và nhân viên của phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã góp phần quan trọng trong việc giúp đỡ bệnh nhân ung thư vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Họ không chỉ là người thầy thuốc mà còn là người bạn đồng hành, tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân trên hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Câu chuyện về những tấm lòng nhân ái. Rất nhiều bệnh nhân ung thư đã được các thầy và nhân viên của phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí giúp đỡ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Họ chia sẻ những câu chuyện xúc động về sự tận tâm chu đáo của đội ngũ y sĩ nơi đây đã tiếp thêm cho họ niềm tin và nghị lực để chiến thắng với bệnh tật. Lời tri ân từ những bệnh nhân. Tôi vô cùng cảm ơn các thầy và nhân viên của phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Nhờ sự tận tâm của các thầy mà tôi có thêm niềm tin và nghị lực để chiến đấu với bệnh tật. Tôi tin rằng với sự giúp đỡ của các thầy, tôi sẽ chiến thắng được căn bệnh này. Lời chia sẻ của một bệnh nhân ung thư đang hỗ trợ điều trị tại phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Với đội ngũ y sĩ và nhân viên tận tâm hết lòng của phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã trở thành điểm đến tin cậy cho những bệnh nhân ung thư. Nơi đây không chỉ mang đến hy vọng và phương pháp hỗ trợ điều trị đạt hiệu quả mà còn tiếp thêm sức mạnh về tinh thần cho bệnh nhân, giúp cho họ chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Xin trân trọng. Dạ em là Lã Văn Tạo, đến từ cháu phận Phát Diệm, tỉnh huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Dạ các tinh thần phục vụ của các thầy thì con nghĩ là không có nơi nào để có được như nơi này. Con thấy là các thầy rồi tất cả các thầy thuốc rồi các nhân viên trong phòng khám này, con thấy là phục vụ rất là tốt. Mỗi khi mà chúng con đến khám và chúng con có đau yếu hay như nào thì các thầy thì hướng dẫn rất là nhiệt tình để chúng con có được những cái phương thuốc để chúng con uống và chữa bệnh cho chúng con. Từ những cái thái độ phục vụ của các thầy thì là con là người bệnh nhân, con cảm thấy là
các thầy giúp cho chúng con một cái tạo cho chúng con một cái động lực rất là quyết tâm để chúng con chữa bệnh. Xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha Phêrô đã nghiên cứu ra một cái giải pháp để chữa căn bệnh ung thư, để cho chúng con là những người bệnh được hưởng nhờ cái ân lộc của cha. Thì từ khi con vào trong phòng khám thì con cảm nhận thấy là các thầy ở trong phòng khám yêu thương, rất là tận tình yêu thương các bệnh nhân. Và mỗi khi chúng con đến để khám bệnh thì các thầy tư vấn và hướng dẫn rất là nhiệt tình, chu đáo. Con cũng không biết nói gì hơn, cũng xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ cho phòng khám. Và đến tới nay là chính chúng con là những người bệnh được thừa hưởng nhờ những cái ân lộc của cha. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều. Ở đây các thầy là rất là quan tâm tới bệnh nhân, lo cho bệnh nhân về thuốc men và điều trị, để hàng ngày uống ăn uống thuốc, và cũng thăm hỏi và lo cho bệnh nhân để vì hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, để cho bệnh nhân có tinh thần để trị bệnh. Ở khi mà các thầy mà chăm lo vậy đó thì bản thân bệnh nhân đó là sẽ phấn đấu như thế nào để mà hết bệnh? Dạ, thì bệnh nhân cũng biết bệnh nhân bệnh là từ cổ chết tại về, nhưng thầy hướng dẫn thì nói chung là bệnh nhân cũng rất là quan tâm và chăm chú những gì của thầy dạy, để dặn dò để cho bệnh nhân uống thuốc và ăn uống cháo nào luôn để cho bệnh nhân mau lành khỏi bệnh. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi.
chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng thấy, ôi đẹp thấy những bước chân dài.
lặng trong vui sướng, anh đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.